Và mẹ Maria, người là mẹ và là mẹ một cách tự nguyện, mẹ tự nguyện, mẹ muốn làm mẹ của Chúa. Vì chính vì dân Chúa, chính vì chúng ta mà người chấp nhận sinh hạ con Thiên Chúa. Người đã đại diện cho toàn thể nhân loại cũng như ông bà và anh chị em để đón nhận nhận sinh Chúa, kêu mang Chúa trong lòng đó, để mang lại cái ơn cứu rỗi cho ông bà và anh chị em cũng như chị con. Và Đức Maria trong cái cuốn sách Khải Huyền chương 12 câu 13 đến 16 đó, ông bà anh chị em sẽ thấy nói về người nữ đó. Người nữ được Thiên Chúa cứu thoát khỏi những tấn công của con rắn, cũng là hình ảnh đối nghịch với Eva, người đã bị chính con rắn đó phỉnh gạt. Con xin đọc Chiến tranh ở trên thiên đàng. Lucifer là một thiên thần rất là đẹp, đứng hàng thứ nhất sau Chúa thôi, mà Lucifer đã không thờ phượng Chúa. Cho nên Chúa đã sai thiên thần Michael để đánh nhau với thiên thần Lucifer, và Lucifer với lại những các thiên thần khác kéo bè đảng đã phải thua đó. Thì khi Lucifer ở trên thiên đàng nói: ta sẽ trở nên giống đấng tối cao, ta sẽ không hầu hạ Chúa, cho nên bị Chúa phạt xuống, đuổi ra khỏi thiên đàng, cho nên trở thành hoang mục. Có Thiên Chúa là có thiên đàng. Và con xin đọc Khải Huyền của Gioan chương 12 từ câu số 7 cho đến câu số 7 cho đến câu số 17 nhé. Và đã xảy ra đại chiến trên trời, Michael và các thiên thần của Ngài giao chiến với con rồng, và con rồng và các thiên thần phe nó nghinh chiến, nhưng nó không có sức cự lại, chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời, và nó bị xô nhào xuống. Con rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là quỷ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ, nó đã bị xô nhào xuống đất, và các thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó. Và tôi đã nghe tiếng có tiếng lớn trên trời rằng: nay đã thành sự toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và quyền bính của Đức Kitô của Người. Vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta, kẻ cáo tội họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa. Và họ đã thắng được nó nhờ máu chiên con và nhờ lời đoan chứng của họ. Họ đã không ham sống, sợ chết. Vì lẽ ấy, hãy hân hoan hỡi các tầng trời và các người ở nơi ấy, khốn cho đất và biển, vì quỷ đã xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại. Vì biết rằng nó chỉ còn ít buổi nữa thôi. Và khi con rồng thấy mình đã bị xô nhào xuống đất, thì nó đuổi theo bà đã sinh con trai và đã ban cho bà hai cánh đại bàng, mà bay vào sa mạc đến chỗ dọn cho bà. Ở đó bà được cung dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, xa tầm con rắn. Con rắn mới phun từ mỏ nước, mỏ nó nước chảy như sông đằng sau bà, cho bà chết trôi sông. Nhưng đất đáp cứu bà, đất đã há miệng nó mà hớp cạn dòng sông mỏ rồng phun ra. Và con rồng tức tối với bà thì đi tuyên chiến với các người khác thuộc dòng giống bà, những kẻ nắm giữ lệnh truyền Thiên Chúa và có nơi mình chứng của Đức Giêsu. Ông bà và anh chị em, ai là kẻ cáo tội chúng ta? Đó là ma quỷ. Ma quỷ luôn luôn cứ nói với Chúa: à, nó không đáng vào thiên đàng, nó phạm tội này, nó phạm tội kia. Ma quỷ căm hờn chúng ta. Ông bà anh chị em thấy này, trong cái này kẻ cáo tội họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa, vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta. Cho nên không một người nào là kẻ thù của mình, tất cả đều là anh em của mình.
anh em của chúng ta có máu có huyết giống giống nhau, chúng ta là anh em với nhau, kẻ thù chúng ta căm hờn ghét chúng ta cay ghét đắng. Tại vì tại sao ghét chúng ta thế? Tại vì Chúa thương mình, và mà ma quỷ thấy mình sẽ ở với Chúa vĩnh viễn muôn đời được hạnh phúc, cho nên ma quỷ ghen tương đó. Và ông bà mẹ anh chị em, và họ câu số 11, và họ đã thắng được nó nhờ máu chiên con. Ông bà anh chị em, ma quỷ nó cám dỗ chúng ta không thể thắng được đâu. Chúng ta chỉ thắng được ma quỷ nhờ máu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Chúa Giêsu chiến đấu cho chúng ta. Và máu của Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, cho nên quỷ nó không còn cáo tội mình nữa. Chúa bảo ai vô tội, Chúa bảo mình vô tội thì ai cáo tội mình? Tại vì tội của mình Chúa Giêsu chết hồi rồi, chết thay cho mình rồi. Đấy. Cho câu số 12, vì lẽ ấy hãy hân hoan hỡi các tầng trời. Đó, ông bà bạn nhận thấy chưa? Câu số 12 này, vì quỷ đã xuống với các ngươi, tại vì sao bị xô khỏi khỏi thiên đàng, mang theo một mối căm hờn vĩ đại. Ôi trời ơi, ông bà anh chị em ơi, căm hờn vĩ đại ma quỷ đấy. Cho nên đừng chơi với quỷ, đừng đưa với quỷ, đừng suy nghĩ. Ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta, đưa vào cái đầu chúng ta suy nghĩ lời của Chúa, chúng ta nói sao chúng ta làm vậy đi. Bởi vì sao? Chúa chỉ chúng ta đi ngõ này này con, chỗ này này con, để làm gì? Để ma quỷ khỏi đánh chúng ta đó. Và bây giờ Đức Mẹ và con rồng, câu số 7, tức tối với bà thì đi tuyên chiến với các người khác thuộc dòng giống bà, những kẻ nắm giữ lệnh truyền Thiên Chúa và có nơi mình chứng của Đức Giêsu. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta có Đức Giêsu Kitô bảo vệ chúng ta, không phải sợ, không phải hãi. Và ông bà anh chị em thấy không, Chúa dựng nên trời đất muôn vật cho chúng ta hưởng dùng, trong ông bà và hưởng dùng và làm bá chủ luôn. Cho nên quả đất tất cả Chúa cho chúng ta được hưởng dùng, thuộc về của chúng ta. Nhưng mà ông bà trong bà đã bị ma quỷ dụ dỗ, và ma quỷ đã cướp đoạt cái quả đất này đó. Nhưng mà giờ Chúa Giêsu lấy lại đó. Cho nên hãy vui mừng giống như mẹ Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng trí tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Ông bà và anh chị em, chúng ta có Đức Giêsu Kitô, đừng sợ, đừng hãi. Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa. Chúng ta đừng có nóng giận với người anh em của chúng ta. Và nếu mà ai có làm gì mình, hãy cứ hiền hòa. Bởi vì sao? Giữa chúng ta có Thiên Chúa ở cùng mình mà. Immanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Chúa thấy hết mọi sự, Chúa biết hết mọi sự. Với lại nữa, ông bà và anh chị em, không phải chúng ta ở cái đất này lâu đâu. Chúng ta sẽ ở với Chúa vĩnh viễn. Được hạnh phúc vĩnh viễn. Nơi đó không còn nước mắt, không còn đau đớn, không còn lá nóng, không còn lạnh, không còn rét, không còn sợ hãi. Và được an ủi bên Chúa. Đó, ông bà với em, cái chỗ mình đang ở đây này, sắp sửa mình ra, người khác ở giờ, sắp sửa mình ra khỏi cái thế gian này thì sẽ có người khác vào đây ở, thấy không? Cái tiền là mình đếm, người khác sẽ đếm. Đó. Trời, cái xe mình đang chạy gì? Sắp sửa ra khỏi thế gian này, người khác sẽ lái cái xe của mình. Ông bà với anh chị em, hãy tin vào Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Chúa. Hãy cùng với mẹ Maria hát bài chúc tụng Chúa Magnificat. Con xin mời vào ông bà và anh chị em chúng ta hãy hát bài đấy với hết tâm hồn nha. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ấy à. Thân trí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương đoái nhìn phận hèn tôi ta, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh người là thánh. Lượng từ ai trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai
sợ người. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dù thương đoái nhìn phận hèn tôi ta, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Chúa biểu dương sức mạnh ngoài phong, tiêu diệt tơi bời những phường tự hư đắc, bọn quyền quý tự kiêu. Ngài triệt hạ khói tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dù thương đoái nhìn phận hèn tôi ta, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Bây giờ ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nghe cái Chúa chiến đấu này. Chúa dân Chúa bị nô lệ bên Ai Cập, ông vua Pharaoh dữ lắm. Đó. Ông áp bức dân Chúa. Đó. Mới đầu ông áp bức dân Chúa quá trời quá độ. Bắt làm nô lệ và coi cái mạng sống của dân Chúa, dân Israel không ra gì cả. Cho nên Chúa đã bênh đỡ dân tộc Israel, Chúa đã mang họ ra khỏi nô lệ, Chúa đã sai ông Môi-se dẫn dân của Chúa ra khỏi nô lệ. Và bây giờ con xin đọc cái một tí xíu sách Xuất Hành, chỉ thị về sứ vụ của Môi-se. Xuất Hành chương 3, đó, từ câu 16 cho tới câu 21. Hay lắm đó ông bà và anh chị em. Khi mà dân Chúa đi sang ngoài, đi ra khỏi nô lệ đó, ông bà anh và anh chị em biết không, những điềm thiên làm Chúa làm đó, dân Ai Cập sợ quá. Ê, bảo thôi đi tìm đường ở đây nữa. Xong rồi dân Ai Cập lại đưa hết vàng bạc cho con cái Israel và đi ra khỏi Ai Cập, đi vào sa mạc, mang quá trời vàng vòng, tất cả những vàng vòng của Ai Cập đó. Cho nên ông bà và anh chị em, chúng ta đi với Chúa đó, là đây chúng ta như là không có đói, không khát, được hạnh phúc, còn có nổi tiếng, còn có giàu có nữa, như cái dân Israel này ra khỏi Ai Cập mang vàng vòng quá trời. Ông bà và anh chị em nhớ không, họ đã đem vàng ra, họ làm được con bò vàng đó, họ thờ đấy. Bây giờ con xin đọc này, Xuất Hành chương 3, câu 16 cho tới câu 21. Ngươi hãy đi triệu tập kỳ mục của Israel lại và nói với họ. Chúa nói với Môi-se, ra về Thiên Chúa của cha ông các người đã hiện ra cho tôi, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, mà phán rằng, hẳn ta đã viếng thăm các người và ta đã rõ các người đã bị xử đãi làm sao ở Ai Cập. Và ta đã nói, ta sẽ dẫn các người khỏi cảnh khốn đốn Ai Cập lên đất của dân Canaan, Hitti, Amori, Perizi, Kivi, Sepusi, lên đất chảy tràn sữa mật. Chúng sẽ nghe tiếng ngươi, và ngươi cùng với các kỳ mục của Israel sẽ đến với vua Ai Cập. Các ngươi sẽ nói với hắn, là Môi-se nói với vua Pharaoh, ra về Thiên Chúa của dân Hebrew